Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú mình cưa cái cây bạch đằng siêu to khủng lồ này các bạn. Chú mình sử dụng cái máy cưa đó là máy cưa G375 nha. Xài lâm là tình lưỡi cưa tiền. Xả con dây này nó hết đâu. Cây bạch đằng này hoành cỡ 200 nha các bạn. Rất là to luôn. Siêu nhánh luôn các bạn. Rồi, chúng mình bắt đầu chuẩn bị leo lên nha. Cây chúng mình ôm hông giáp luôn. Rồi, chúng mình móc dây đai an toàn vô đó các bạn ơi, để leo xích lên trên nha. Mình cắt mấy cái nhánh nhỏ nhỏ cho nó rớt xuống đường dãy leo lên đó các bạn. Xây qua bên kia. Ở sau lưng mình là cái mé lúa nè các bạn. Chủ ruộng không có cho rớt xuống dưới. Lúa cái này có giá. Chúng mình di chuyển xích lên trên để cắt mấy cái nhánh trên nữa nha. Cái cây này có chỗ kêu bằng cái cây dầu gió nha các bạn. Quê của mình thì kêu bằng cái cây bạch đằng. Cây này nó nghiêng ra ruộng vô trên cho nên chú mình phải leo lên mé nhánh cho nó gọn nè các bạn. Rồi chú mình dùng cái con dây để chuẩn bị cắt nè các bạn ơi. Thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó gần nhà, gần dây điện khó cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video các cô chú anh chị. Cắt ra mới được. Rồi chú mình ở trên đó cuộc để treo dây nha. Treo cái nhánh cây đó các bạn. Cuộc dây để treo nè. Chúng mình mang máy cưa vô dây đai an toàn rồi đó các bạn ơi, để mình gùm nhỏ là chỗ bạn.
cầu Túc Chánh. Quấn cái cọng dây vô cái thân cây nha, chèo cái nhánh ở phía bên này nè. Đang ở bên kia đang mở dây. Để mấy cái nhánh trên mà thả dây xuống nó không bị dướng. Chỗ mình đứng nó hơi có gió ù ù, các bạn thông cảm nha. Chỗ mình đang di chuyển lên Túc trên luôn nè. Cái nhánh siêu to khủng lồ luôn nha các bạn, nguyên nhánh lớn luôn. Rồi chúng mình ở trên đó cuộc dây lại nha. Chúng mình lấy máy cưa cưa đó các bạn. Cưa cho nó gớt xuống nha, bị dướng các bạn.
rồi chúng mình mở cái cong dây ở trên đó để thả cái nhánh cây to này xuống nha. Xuống này. Kéo qua bển Phúc ơi, kéo cái đọt ở gị cho cái góc về bển luôn. Xin nhắc lại là cọng dây 17 ly nha các bạn. Về đó để cuộc xà lan đồ. Để cưa cái góc luôn nha.
đường tắt.
nhóm nhóm mà nó không ngã. Rất là nhiều nha.